Thấy quà đâu? Thằng chiếc mấy quà. Trong buổi tham lễ này có rất nhiều các hòa thượng tôn đức đến từ khắp các lục địa của tại các nơi ở trên thế giới. Đặc biệt thì chúng tôi xin được giới thiệu đầu tiên là hòa thượng Thích Nguyên Chí, viện chủ chùa Bát Nhã ở Nam California. Ngài là Phó Chủ tịch Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và đồng thời Ngài là Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung ương của Phong trào Yểm trợ Tự do, Tôn giáo và Nhân quyền Việt Nam. Ngài là cũng là một trong những chiến sĩ đấu tranh tích cực cho vấn đề nhân quyền và vấn đề tự do tôn giáo tại quê nhà Việt Nam. Xin Hòa Thượng cho biết cảm tưởng của Hòa Thượng trong cái dịp Ngài về dự tang lễ của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Và cái đó chúng tôi xin trân trọng kính chào quý đồng hương, đồng bào Phật tử, nhất là quý vị khán thính giả thân thương của Đài 13. Kính thưa quý vị, chúng tôi lần đầu tiên đi dự một cái tang lễ coi như vô cùng xúc động. Cái thứ nhất là coi như tất cả các ngài trên tất cả bốn châu lục đều có mặt ở tại Pháp này. Là vì Hòa Thượng Thích Minh Tâm là một người lãnh đạo tối cao của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam hải ngoại. Mặc dù Ngài là Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, tuy nhiên đối với cái hành trạng của Ngài, không có châu lục nào, không có một cái quốc gia nào mà coi Ngài không đặt chân đó. Là vì những cái nhu cầu Phật sự tất cả các khắp mọi nơi trên thế giới, mà nhất là Ngài có một đức tính vô cùng cao quý, đó là trên kính dưới nhường, cũng như là xả thân cho đạo. Nơi nào còn đến bàn tay của Ngài, Ngài sẵn sàng đến để mà giúp đỡ cho tất cả các anh em huynh đệ, nhất là đồng bào tị nạn khi mà còn ở bên đảo thì Ngài đã từng đi tất cả các đảo để cứu giúp cho đồng bào. Và sau khi qua bên này rồi, không có người nào mà đưa từng tranh đấu trên nhân quyền cho Việt Nam bằng Hòa Thượng Minh Tâm. Cái sự ra đi của Ngài là một mất mát rất lớn cho Phật giáo đồ Việt Nam, và cũng là mất mát mất đi một người chiến sĩ để từng tranh đấu cho lý tưởng tự do và nhân quyền tại quê nhà. Do đó cho nên chúng tôi rất đau lòng sự ra đi của Ngài. Tuy nhiên có điều mà chúng tôi rất vui mừng một điều là kỳ này tất cả các ngài ở khắp mọi châu lục về đây và coi như cái tình anh em để lo một tang lễ, coi như đây là quốc lễ toàn cái thế giới chứ không phải là riêng một quốc gia nào, mà các ngài về đây ai ai cũng rất đau lòng và thấy cái tình anh em bao nhiêu chục năm qua. Có nhiều vị thầy mà chúng tôi qua bên Mỹ này là được ba mấy năm nay qua gặp và đã từng bạn bè từ sống ở trong học viện tại Việt Nam trên 50 năm qua kỷ niệm gặp. Thành nên trong cái rủi là Ngài ra đi, mất đi một người anh, mất đi một người huynh đệ mà đã từng bao nhiêu chục năm để công tác, và trong đó được một may mắn gặp được một số quý đồng hương, đồng bào Phật tử khắp mọi nơi, cũng như là nhất là những cái chiến sĩ tranh đấu mà từ bấy lâu nay tại Âu Châu, Úc Châu v.v. mà về đây, nhất là quý Ngài cùng lý tưởng phục vụ tại quê nhà, hàng kỳ này chúng tôi được gặp. Do cho nên chúng tôi cũng chia sẻ những cái nỗi niềm mất mát đến với tất cả quý đồng hương, đồng bào Phật tử, nhất là ai mà không đủ cái duyên kỳ này tham dự cái đám tang của Ngài, thì kỳ này chúng tôi cũng nhắc lời để mà chia buồn, nhất là những người học trò của Ngài khắp mọi nơi, ngày nay đã sống khắp mọi nơi trên thế giới, mà tôi nghĩ rằng một số anh em rất là muốn đi nhưng hoàn cảnh không có, thì chính cái đài truyền hình hôm nay sẽ gửi đến tất cả những tin tức cho anh chị em biết thêm, đó là cái vấn đề chúng ta mất mát một người thân thương của chúng ta. Xin được giới thiệu vị hòa thượng cao quý nhất ở trong giáo hội Phật giáo Liên Châu, đó là Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa. Ngài là viện chủ của Tổ đình Từ Đàm ở tại Dallas. Ngày hôm nay có mặt ở đây để chứng minh cũng như là tham dự buổi lễ tang lễ cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Kính thỉnh Hòa Thượng cho chúng con biết được cảm tưởng trong cái ngày cuộc đời của Hòa Thượng cũng như là của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm, cũng như là buổi lễ tang lễ mà quý Hòa Thượng đã tổ chức. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Và xin cảm ơn hai vị đã truyền thanh, truyền hình, cơ quan truyền thông của tại Paris này. Nhân danh là trưởng ban tổ chức của tang lễ của Hòa thượng Thích Minh Tâm. Hòa thượng Thích Minh Tâm và bản thân chúng tôi thì thân nhau trên gần 40 năm, làm việc rất là tương đắc, dù là hai giáo hội, dù là hai vị chủ tịch. Tuy thế, làm việc rất là thâm tình. Và trước khi Hòa thượng viếng tịch một tuần thì chúng tôi có tâm sự với nhau qua điện thoại. Thì không ngờ Hòa thượng ra đi quá sớm, làm cho bản thân chúng tôi cũng phải bồi hồi. Và vì thâm tình đó mà chúng tôi phải bỏ tất cả những công tác Phật sự, nhất là mùa Vu Lan tại địa phương, mà phải bay về đây để cùng chung lo với môn đồ Pháp Quyền và giáo hội Âu Châu để cho tôn đức tăng ni. Và cái ảnh hưởng của Hòa thượng Thích Minh Tâm quá lớn, cho nên hôm nay cái tang lễ của ngài cũng rất là lớn, cũng rất ít hiếm có một vị mà lứa tuổi như Hòa thượng Minh Tâm, có lẽ là những vị lớn hơn nữa mà không có được một cái sự mà là đông đúc của chư tôn đức tăng ni khắp bốn châu lục về đây, mà thành phần là cả hàng giả phẩm. Hôm nay đây, trước sự ra đi mất mát của một vị cao tăng chân tu thực học, một vị hướng đạo sư và một người tròn kiếp hy hiến cho đạo Phật của dân tộc, nhất là đừng về mặt mà gọi là hòa bình, đòi tìm hiểu, là gọi là đem lại công bằng cho xã hội, và đem lại tất cả những cái gì đòi hỏi độc lập, tự do, tự ngược cho quê nhà chúng ta. Trước tiên là xin tán dương anh và tán dương vì truyền thông đã trực tiếp và lo lắng một phần nhỏ trong cái đại lễ này, thì đó là cái điều đặc biệt. Chúng tôi xin nhân danh trưởng ban tổ chức tang lễ xin thành kính cảm ơn anh và cảm ơn vị truyền thông. Trong tương lai, giáo hội Liên Châu cũng như giáo hội Hoa Kỳ chắc có lẽ cũng tiếp tục theo con đường mà Hòa thượng Minh Tâm, cố Hòa thượng Minh Tâm ngài đã vạch ra. Thì cái con đường mà gọi là đạo Phật và dân tộc và tìm lại an bình cũng như là tự do, độc lập và an lạc cho đồng bào ở quê nhà chúng ta, thì điều đó chúng tôi canh cánh bên lòng và chúng tôi cố gắng làm. Không phải chúng tôi làm theo Hòa thượng Minh Tâm, mà chúng tôi làm theo một người con dân nước Việt. Chúng tôi mang thân phận lưu đài mà, bỏ nước ra đi, thưa anh và thưa quý đài, chưa một lần trở về quê hương. Là vì lý do chúng ta có lý tưởng. Mà vì có lý tưởng, cho nên chúng tôi không thể sống chung với những cái gì làm cho dân tộc chúng tôi đau khổ, làm cho đạo Pháp chúng tôi không được phát triển. Thì đó là điều mà chúng tôi canh cánh bên lòng. Hòa thượng Thích Quảng Ba, ngài là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Úc Châu, và ngài là một trong những vị gọi là cao tăng đã luôn luôn góp sức mình vào công cuộc đấu tranh cho thiện nhân, cho tự do và cho nhân quyền. Ngài đã từng dẫn nhiều phái đoàn đi vào gặp các cơ quan Liên Hiệp Quốc ở tại Hoa Kỳ cũng như Úc Châu, cũng như là ở các trại tị nạn trong thời kỳ mà còn bà con của chúng ta còn đang vất vưởng ở tại các trại Đông Nam Á. Thế con xin kính mời Hòa thượng cho chúng con một vài cảm tưởng trong buổi tang lễ của cố Hòa thượng Thích Minh Tâm. Mới đã bảo là cố rồi ha, tội quá ha. Bữa nay là ngày 21, thì là 29 tháng 7 đó. 29 tháng 7 đó là tôi từ Úc qua Phần Lan. Thì Hòa thượng Minh Tâm đặc biệt năm nay mời tôi qua để dạy trong cái khóa tu học Phật pháp thứ 25 đó. Trong 25 khóa thì tôi qua dạy được 5-6 lần thôi. Lần trước là ở Amiens gần Paris đây, khóa 2005. Rồi hình như cái đoạn giữa đó, 2009-10 giờ tôi có dạy một lần nữa, rồi năm nay tới 13 mới quay trở lại. Thì hai anh em với tất cả quý hòa thượng ngồi trong bàn chứng minh, mỗi ngày ăn cơm chung 2-3 lần rồi cũng tâm sự. Giờ nào đi dạy thì dạy, giờ nào là nói chuyện Phật sự riêng thì nói. Nhưng mà tôi thấy thầy rất là yếu, nhưng mà tôi cũng không nghĩ là viên tịch. Cũng nghĩ là chắc ngài còn ráng được vài ba năm nữa. Nhưng mà giờ này viên tịch rồi, bữa nay làm thiêu rồi. Thành ra cũng cảm nghiệm sự vô thường thì dễ quá, nhưng mà cái lòng xúc động thì không có thể nào
mà khói được. Biết làm sao ngài cũng chưa có lớn tuổi lắm, mới cái 75 mà công trình sự nghiệp Phật sự còn dở dang nhiều quá. Tuy nhiên tôi nhìn cái đám đông hôm nay thì tôi lại yên tâm, là vì 40 năm trước đây đó mình chưa mất nước. Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và Phật giáo trên khắp cả cõi Âu Tây, những cõi Tây phương cũng còn rất là thưa thớt. Nhưng mà hôm nay đó thì những vị tôn túc lần lượt ra đi. Nếu mà kể nội chừng 5 năm nay thôi, chứ đừng có kể hết 38 năm thì nhiều quá, kể không hết. Thì chúng ta mất 90 vị hòa thượng lớn của Phật giáo Việt Nam hải ngoại. Cái vị cao niên nhất thì lại chưa, đó là Ngài Tâm Châu. Thật ra thì Ngài chưa phải là cao niên nhất, nhưng mà những cái vị cao niên hơn Ngài đã tịch rồi, cho nên bây giờ còn lại là Ngài là cao niên nhất. 92, 93 tuổi rồi. Cái số người muốn đến mà không đến được 100 lần nhiều hơn như vậy, chứ không phải ngàn đây đâu. Cái đám tang này nếu mà 2-3 ngàn người thì phải biết là 2-300 ngàn người nữa không đi được, chứ không phải là không phải nhiều đây đâu. Thì bây giờ đó mình cũng phải thực tế một chút, ai cũng có một cái đời sống nhất định rồi cũng phải ra đi thôi. Thì bây giờ nếu như trong cái giáo hội Âu Châu đó, cũng bây giờ số lượng tăng đông lắm, lúc mới đầu lập năm 90 đó, năm 90 lập ra giáo hội Thống Nhất Âu Châu đó, thì trong giáo hội chừng 10-15 vị thôi. Bây giờ đó là cái lớp trẻ mới tu gần đây với mới ở gia nhập nữa thì có lên cả trăm rồi. Thành ra cái giáo hội mạnh lên chứ không có yếu xuống, chẳng qua là lãnh đạo, người lãnh đạo lớn tuổi thì phải ra đi thôi, chứ sống đời đâu có được. Ai cũng vậy thôi, thì phải chuẩn bị cái chuyện đó, chứ không có thể nào mà mình cứ ngồi trông cậy một quý vị lãnh đạo mà ở mãi mãi ngàn năm như mình được đâu. Thì bây giờ phải ủng hộ cho những vị còn lại để cho họ làm việc. Thì đó là nếu quý anh là Phật tử thì nói như vậy, mà nếu quý anh là tôn giáo bạn mà chỉ là đi chỉ thích vấn đề nhân quyền thôi, thì tôi nghĩ là chuyện nào mà nên làm được thì cứ làm, nên làm vậy thôi. Chúng tôi không biết gì hơn để nói. Cái việc trong quá khứ thì chúng tôi cũng không có cái gì mà để chúng tôi đã có dịp gặp Hòa Thượng năm 1989, khi Hòa Thượng tranh đấu cho những quý vị thường nhân nhân quyền tại Geneva. Là lần đầu tiên chúng tôi gặp, mặc dầu ông cụ của tôi đó là đệ tử của Ngài từ lâu, nhưng mà chúng tôi bên Mỹ thì không được gặp. Vâng, và chúng tôi đã rất là luôn luôn tôi thấy là Hòa Thượng là một cái người tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo của tất cả các tôn giáo. Nhân dịp tôi qua đây thì tôi đi khóa tu học của Ngài đó, tổ chức đã 25 năm nay, tôi rất hân hạnh đã đi được khóa 5 khóa. Và chúng tôi rất tiếc rằng không biết là... Cái đợt khóa 25 này chắc là chị không có đi ạ? Dạ thưa có, chúng tôi có đi qua và đi dự. Nhưng mà rồi khi mà về tới đây, tới Paris thì nghe nói Ngài mất. Thành ra chúng tôi cũng ở lại để đi đám tang và cũng giúp mấy anh em Phật tử ở đây để tiếp đón. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn. Xin chị cho biết cái gì vậy? Dạ thì tôi là bà, tôi là Mary Chi Ray, chúng tôi là cựu tổng giám đốc định cư tị nạn của chính phủ Hoa Kỳ. Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trượng của chùa Viên Giác. Ngài là tổng thư ký của Hội đồng điều hành xã hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu. Đến Nhật từ năm 1967 và Ngài ở đó cho đến năm 1973. Tôi thì sang Nhật năm 1972, cho nên chúng tôi cũng có thời gian làm việc chung với Ngài ở tại Nhật. Từ khi bé ba ngày qua Nhật thì chúng tôi vẫn còn ở lại, bé ba ngày qua Pháp thì chúng tôi vẫn còn ở lại Nhật cho đến 77. Thì 77 chúng tôi qua Đức thì có nhân duyên gặp Hòa Thượng từ 77 cho đến bây giờ, cũng trên dưới 40 năm, cho nên chúng tôi biết rất là rõ tư cách cũng như đạo đức, khả năng và cái lòng từ bi của Ngài đối với tất cả mọi người, không phân biệt là tôn giáo hay là Phật tử hay là không Phật tử. Thì tôi làm thư ký cho Ngài cũng từ năm 72 đến bây giờ. Quý vị biết là một cái vị thầy rất là cao cả, chưa bao giờ có một cái nét nhăn ở trên mặt khi mà một cái sự việc không có hài lòng. Lúc nào Ngài cũng rất là từ ái, cho nên sự ra đi của Ngài luôn mất mát rất là lớn đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, bản thân chúng tôi cũng vậy. Trong tương lai, xã hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, con đường mà Hòa Thượng, cố Hòa Thượng đã vạch ra, thì Hòa Thượng với tư cách tổng thư ký, Hòa Thượng nghĩ sao là con đường đó vẫn phải tiếp tục, tức là dân tộc và đạo Pháp
và phải đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam. Dạ vâng, thì cái việc đó là việc hẳn nhiên rồi. Những người nối tiếp theo sau Hòa Thượng thì cũng không thể bỏ dở công cuộc của Hòa Thượng. Ngay cả ngôi chùa Khánh Anh còn dang dở thì chúng tôi cũng phải cố gắng để mà cho được hoàn thành. Và ngay cả những công việc tranh đấu của Hòa Thượng thì giáo hội vẫn tiếp tục. Và suốt một cái chặng đường dài như vậy, cuộc đời của Ngài luôn luôn gần gũi với quần chúng, luôn luôn tranh đấu cho tự do tôn giáo cũng như là nhân quyền ở Việt Nam. Yeah. Đây là Thượng tọa Thích Quảng Đạo, Ngài là đệ tử của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm, và Ngài sát cánh với lại Hòa Thượng Thích Minh Tâm, là cảm tưởng của Thầy đối với lại cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Dạ Phật, theo chúng tôi được biết thì khóa học Hòa Thượng đã hết lòng tận tụy cho lớp pháp học, đạo đã trọn vẹn. Thì dù gì sức khỏe Ngài yếu, nhưng Ngài cũng giấu không cho ai biết. Ở trong chùa, trong khóa học cứ nghĩ là Ngài chỉ là cảm vậy thôi. Thì sau đó thì mới biết là sau cái khóa học xong thì mới Ngài mới vào nhà thương lần nữa. Thì vô nhà thương thì cái bác sĩ khám thì cứ điều độ những cái căn bệnh của Hòa Thượng thì nó đang coi nửa chừng đó. Thì biết Hòa Thượng bị tăng xong nó lên. Tăng xong lên xong rồi cái qua cái đánh trị vừa xong thì nó biết Hòa Thượng bị trong phổi có tí nước. Thì trong lúc trong phổi có tí nước thì lúc đó nó mới khám ra thì nó biết Hòa Thượng là bị có một tí về gan. Thì trong lúc điều trị đó thì Hòa Thượng với chúng tôi cũng liên lạc với nhau thường lắm. Với Hòa Thượng thì tối đêm đó chúng tôi còn nói chuyện, Hòa Thượng vui vẻ không có gì hết. Đùng cái Hòa Thượng ra đi một cách đột ngột. Thì tôi nghĩ thì thôi, tuy nghe cái tin Ngài ra đi thì chúng tôi rất là bàng hoàng và rất là lo, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi, chắc Ngài một vị hiện thân để xuống đây làm những gì Ngài đã làm và xong công việc, những cái gì còn lại thì những người khác nó phải lo, cần có Ngài, Ngài đã đi. Thì vì vậy tôi nghĩ như vậy mà chúng tôi cũng không có ráng dằn nước mắt mà để thôi, để cho Ngài không có lưu luyến về thế gian này nữa và về thế giới tốt hơn. Khi Ngài về thế giới tốt hơn xong rồi, Ngài giác ngộ, sau đó Ngài trở lại Ta Bà. Dưới hạnh nguyện của Ngài, tôi nghĩ Ngài sẽ trở lại. Chúng con cầu chúc Hòa Thượng vốn là phụ tá cho cố Hòa Thượng Thầy Khánh Anh. Và con nghĩ rằng ngôi chùa sẽ được hoàn tất một cách tốt đẹp trong những ngày sắp tới. Cũng như là Hòa Thượng, Thượng Tọa sẽ lèo lái thay thế sự nghiệp lớn lao của cố Hòa Thượng trong đối với bà con Phật tử cũng như là đối với đạo Pháp ở tại Pháp nói riêng và tại Âu Châu nói chung. Chúng con xin Thượng Tọa. Đây là một nhân sĩ ở tại Paris, là đệ tử, là một Phật tử của chùa Khánh Anh. Xin mời anh, xin phép cho anh cho thân mật. Vâng. Dạ. Xin anh tự giới thiệu cũng như là anh cho bày tỏ cảm tưởng của anh trước cái sự ra đi quá đột ngột và đau thương đối với bà con Phật tử đã vậy và đối với cộng đồng người Việt tị nạn. Yeah. Ở tại Paris nói riêng và tại Âu Châu nói chung cũng như khắp nơi hải ngoại. Yeah. Về của Hòa Thượng, cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Yeah. Xin kính mời anh. Dạ, yeah. Tôi tên là Ngôn, tôi là Phật tử của chùa Khánh Anh cũng nhiều năm sinh hoạt ở chùa rồi. Thì tôi có thể nói rằng đó là Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Khánh Anh là một vị Hòa Thượng mà không những tôi mà cả gia đình tôi đều rất thương mến, quý trọng Ngài. Riêng cá nhân tôi thì Ngài là một vị thầy ha, thì thầy cũng như mình coi như cha mẹ, đây là một sự mất mát lớn lao đối với tôi, thì cũng như đối với chùa, đối với những Phật tử của nước Pháp và cả Âu Châu mà nói cả cả thế giới nữa. Thì bởi vì Hòa Thượng Minh Tâm không những là một người ta nói là một người, là một học giả, là một người trong danh từ thường xuyên nói đó là Ngài mà một chiến lược và một chiến thuật, tức là Ngài đang nghĩ và làm, tức là tiếng Pháp nó gọi là Kemetris de Metri Ufrage. Ngài đã lên hai cái một lượt và là chuyện hiếm có của trong các vị mà gọi là lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đó. Thì hôm nay là ngày tang lễ của Ngài Minh Tâm, thì với sự tham dự đông đảo của trên hàng ngàn Phật tử, cảnh sát họ nói ước lượng là khoảng 2.000 người, thì nghĩ cái đó là một cái niềm
mới tỏ ra một sự thương mến lớn lao của đồng bào Phật tử trong cái mùa Va Căng này. Đại đa số ai cũng đi Va Căng mà người ta cũng nghĩ đến tham dự lễ con ngài. Dạ. Dạ thưa anh cũng cho biết thêm là anh có những cái cảm anh gần gũi với thầy, tôi được biết với cố hòa thượng, anh cho biết là có những cái kỷ niệm nào sâu sắc nhất giữa anh với lại cố hòa thượng trong lúc mà ngài còn sinh thời. Dạ, kỷ niệm thì nói cũng có rất nhiều kỷ niệm. Dạ. Nhưng mà tôi thương kính ngài cũng như là cha mẹ. Dạ. Nên nói ra thì cũng rất là cảm động, tức là ngài luôn luôn có tấm lòng quảng đại, không bao giờ mà ngài, đây là dù cho mình có làm cái điểm gì mà sai lầm thì ngài chỉ bảo một cách cái bằng cũng như là người mẹ dạy con vậy đó, tức là mình rất là cảm động, mình ngồi mình suy nghĩ lại thấy là cũng buồn lắm, thiếu ngài, tức là cái tuổi nào mình cũng gọi là cũng học và mình cũng có lỗi lầm thì những cái chuyện gì đó thì ngài chỉ dẫn từng bước, nhất là hướng về Phật pháp, thì tôi thấy cái đó là một cái chuyện cái bằng rất lớn lao cho cá nhân tôi và cũng như cho cả gia đình tôi. Và cái câu hỏi chót chúng tôi muốn được thưa với anh là anh nghĩ rằng là trong một tương lai rất gần là ngôi chùa mà ngài đã gây dựng ra đó là ngôi chùa Khánh Anh, là ngôi chùa biểu tượng cho Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu. Dạ. Anh nghĩ rằng có thể là được hoàn tất viên mãn trong. Dạ, tôi rất tin tưởng bởi vì ngài cái sự ước nguyện của ngài, tôi nghĩ bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu vị tôn đức ở đây cũng đều hướng về được, cũng muốn làm theo thực hiện được ước muốn của ngài. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện thực hiện ngôi chùa Khánh Anh được hoàn tất thì cũng như quý vị tôn đức nói cũng như Phật tử nói thì tôi cũng rất tin tưởng là cũng sẽ được hoàn thành theo ý nguyện của ngài. Dạ, tôi rất tin tưởng lắm. Cảm ơn anh. Dạ.